Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2. Ông Lưu Văn Đức, chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Kính thưa các bạn xem đài, thưa toàn thể quý vị cử tri, tôi tên là Lưu Văn Đức, dân tộc Chăm, quê quán xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay, phòng 1103 nhà công vụ Quốc hội số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, thạc sĩ, quản lý công, trình độ chính trị, cao cấp. Hiện là Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 14. Tôi nhận thức thâu sắc rằng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng dân các cấp ở nước ta ngày càng đi vào thực chất, xứng đáng là cơ quan quyền lực của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Vì vậy, việc ứng cử đại biểu Quốc hội và làm người đại biểu của nhân dân là một niềm vinh dự và là trách nhiệm vô cùng to lớn đối với bản thân tôi. Thực hiện nhiệm vụ ứng cử viên và khi được cử tri bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15, tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức mình thực hiện những việc sau đây. Trước hết, tôi sẽ không ngừng tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đại biểu dân cử để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa trong lĩnh vực công tác mình đang đảm nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thành công ba chức năng chính của Quốc hội là xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Về xây dựng pháp luật, tôi sẽ nghiên cứu phối hợp tham mưu với các cơ quan chức năng tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp 2013, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, chủ động tích cực tham gia thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc và có ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết có quy định liên quan đến dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Về quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hàng năm và từng kỳ họp, tôi sẽ tham gia phối hợp thẩm tra báo cáo của chính phủ về kinh tế xã hội, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, phương hướng phân bổ dự toán ngân sách trung ương đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên. Kiến nghị các cơ quan hữu quan ưu tiên tập trung bố trí nguồn lực cho các chương trình đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao chất lượng quyết định, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Về giám sát tối cao, lựa chọn những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tập trung giám sát, đặc biệt là giám sát việc thi hành hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tôi đề nghị Quốc hội giám sát tối cao việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết 88/2019/QH14 và nghị quyết số 20/2020/QH14 của Quốc hội. Thứ hai, tôi sẽ cố gắng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc mà đồng bào các dân tộc đang mong muốn hiện nay. Trong đó nổi lên vấn đề là đất đai, việc làm, đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa. Vấn đề nâng cao dân trí, năng lực quản lý xã hội và kỹ năng phát triển kinh tế cho đồng bào các dân tộc. Nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động dân tộc thiểu số. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Sớm ổn định và đầu tư phát triển các địa bàn dân di cư tự do, đưa các địa bàn này hòa nhập nhanh vào sự phát triển chung của tỉnh. Thứ ba, tôi cam kết sẽ dành thời gian, công sức thích đáng
để đi cơ sở sâu sát với người dân và để được trực tiếp lắng nghe ý kiến của cử tri, không ngừng đổi mới phương pháp, kỹ năng tiếp xúc, đối thoại với dân, đặc biệt là cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, không ngừng đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, kịp thời giải đáp các kiến nghị, đề xuất, truyền đạt các bức xúc của cử tri đến đúng cơ quan chức năng, cũng như theo dõi tiến trình giải tỏa các bức xúc ấy. Thứ tư, tôi sẽ làm hết sức mình cùng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cộng tác chặt chẽ với các ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp. Việc quảng bá, thu hút các nguồn đầu tư phát triển kinh tế xã hội để góp phần khơi dậy tiềm năng của địa phương nhằm xây dựng phát triển tỉnh Đắk Lắk mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, xã hội, vững về quốc phòng, an ninh, xứng tầm với một tỉnh là trung tâm vùng Tây Nguyên. Là một người con sinh ra lớn lên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn bó với người dân ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tôi hiểu rõ sự kỳ vọng của cử tri đối với người đại biểu mà mình bỏ lá phiếu bầu chọn. Vì vậy, tôi hết sức tâm nguyện thực hiện phương châm người đại biểu Quốc hội phải biết lo trước cái lo của người dân và có tâm nguyện phục vụ nhân dân, phục vụ cho Tổ quốc. Tôi kính mong nhận được sự ủng hộ của quý cử tri qua việc dành cho tôi lá phiếu bầu để tạo thêm cơ hội cho tôi được phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của quý vị cử tri. Các bạn xem đài, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và xin kính chào trân trọng.